Hello. Girl, it's been too long. Clock done fell off the wall. Been out here writing songs. Where the hell did the time go? Take all my passions with pain. Hôm nay nào rụng rồi. Hôm nay là bọn mình đi nhưng mà mấy tiệm này nó đóng cửa hết rồi. Kia phải râu son. Ghê nhở. Xuất sắc nhỉ. Ở bên này thì thường 7 đến 8 giờ là các cửa tiệm đã đóng rồi. Xui cho bọn mình hôm đó là rất ít nhà hàng mở cửa. Vì vậy bọn mình đã quyết định đi dạo một vòng, sau đó thì về lại Chinatown để ăn tối. Điểm mình thích nhất ở con đường này chính là vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh, mà còn ngửi được mùi giàu sang ấy mọi người. Bọn mình có đi ngang qua Royal Ontario Museum. Hình như đây là một trong những cái museum lớn nhất ở khu vực Canada cũng như là Bắc Mỹ. Vé vào cửa tầm 23 đô một người. Và hình như ở trong này có những cái bộ xương khủng long hay sao ấy. Ờ đúng rồi, qua xuyên qua cái khác để là đến quán đường Kitty. Đây là một cái công viên cực kỳ rộng nằm gần GOT và mình thấy cái công viên này thì kiểu nó rất là yên tĩnh ấy. Và mọi người ra đây thì chủ yếu là để chill này hoặc là chơi với cái trò vận động. Cây to vãi luôn. Cây to lắm. Ui. Mà nó ra kia là lá nó cũng xum xuê. Nó còn là hoa không hay nó tàn rồi. Ôi nó là hoa ấy. Ê nhưng mà thực sự nó rất là khác bọt đấy. Đây là bọn mình đang đến phở Hưng mọi người ạ. Hôm qua vừa ăn xong con ăn tiếp. Heo này, có chả này, chả quế này, quế bò này. Em mình đã ăn bún riêu có xuyến, huyết, kiểm trẻ. Nhưng mà đố ai bắt được quả chanh hả? Miếng nó không thể nào ra nước được em. Ở đây họ có hẹ. Chị biết em ghét nhất là gì không? Hành. Cái nước hẹ mà chân lên á, để cho nó đỡ ho. Nhưng mà nhá, chị không hiểu, tức là cho em có kiểu có sườn ở trong bún riêu. Ở miền Trung hả? Không đúng không? Ở quê chị không có sườn. Hôm nay là một ngày trời khá là đẹp và mình đang trên đường đi ăn trực nên là tâm trạng rất là vui vẻ và phấn khởi ấy. Xe kem kìa. Đấy, câu chuyện là hôm trước mình có kêu là mình bị ngén, mình bị thèm thịt kho hột vịt. Ngén là ngén đồ ăn, à ngén là không phải ngén đấy mà nha mọi người. Thì bạn mình mới bảo là thôi thế thì đến nhà ăn đi, người ta nấu cho. Xong cuối cùng mình đã được đi ăn trực. Sau 2 năm cuối cùng mình cũng được ăn thịt kho hột vịt. Là một ngày lễ khá lớn của Canada nên là bọn mình đã quyết định là đi ăn lẩu theo lời giới thiệu của anh Thắng. Anh Thắng bảo là Hương yên tâm đi, quán này bao ngon, anh còn nói dối em bao giờ đâu. Và thực sự là cái quán này ngon thật. Một tí còn đây. Đây là bát để mình đây. Ăn. Sao mi mà? Lần đầu tiên thấy sao mi mà trong một cái. Thế bây giờ mấy nhà hàng nó toàn dùng cái này mà. Mọi người có biết pha cái nước chấm không? Chưa, tớ không biết. Mỗi người em... pha một kiểu, bọn tớ hay ăn cái oyster sauce ấy, xong cho một tí nước lẩu vào ấy, ngon. Xong là cho kiểu cái tương lạc ấy, với cả có cái chili oil thôi. Ăn lẩu cay nên là bọn mình sẽ uống soy milk. Có dưa không? Spicy luôn này. Ghê chưa? Thế sao cái này nó không giống kiểu flavor? Chị nghĩ cái kia này là xì dầu. Một ít rau là... Em không ăn soy sauce à? Em không. Làm nó hơi cái mùi nặng hơn mà chứ không ăn được. Ừ. Cái này ngon này. Cái này gần giống như kiểu tắp mỡ.
Nhà hàng 7 giờ là full chỗ rồi nên là mọi người cố gắng đến sớm nha, hoặc là có thể book trước ấy. Đi ăn vịt kho, vịt kho. Hôm nay mình sẽ đi ăn dim sum mọi người ạ. Mình đang ở đây nè. Đây là Chinatown mọi người. CN Tower này. Mình đi nhầm đường, mình phải quay lại đây. Suji nè. Ủa sao hôm nay mình có một cái nét lạ lẫm khi mà mình đến đây ta? Bình thường mình đi Chinatown nhiều lắm nhưng mà hôm nay mình bị lạ lẫm, mình không biết là tại sao. Hôm nay thì mình quyết định đi ăn một cái tiệm dim sum rất là nổi tiếng ở Chinatown có tên là Rosan. Tiệm có cả mặt trước và mặt sau nên là bình thường mình rất là ít khi nào phải line up, trừ khi là buổi tối quá đông thôi. Hôm đó là mình bị dở trứng nên là mình gọi cực kỳ là nhiều món, đến nỗi mà nhân viên ở đấy còn kêu là mày có chắc là mày ăn hết được không. Quẩy ở đây thì khá là mập và thực sự là mình chưa nhìn thấy cái quẩy to như thế này bao giờ. Mình gọi thêm một phần cháo cá, cháo thì khá là đậm vị và không hề bị nhạt nha. Rô mực chiên bơ thì khá là cuốn và mọi người nên xin thêm một cái chén tương ớt để ăn cho nó đúng bài hơn. Ngoài ra thì mình còn gọi thêm há cảo, sườn bò sốt tiêu và hình như là heo sốt đậu đen, mình không có nhớ lắm. Vít này thì cũng bị dài rồi ấy, nên là hẹn gặp lại mọi người vào những cái vít lần sau nha. Bye bye.